Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng cho trên 100 cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp trên địa bàn thành phố Sông Công. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung cơ bản như công tác quản lý phòng chống thiên tai ở Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên, các rủi ro thiên tai chính ở tỉnh Thái Nguyên, thành phố Sông Công và biện pháp phòng ngừa, luật phòng chống thiên tai, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều. Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030, chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã phường. Ngoài ra học viên còn được hướng dẫn cách thức thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra, xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã phường. Tại hội nghị các học viên đã thẳng thắn trao đổi thảo luận, đặt câu hỏi với báo cáo viên để được hướng dẫn thực hiện tốt hơn công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới qua đó nâng cao năng lực trách nhiệm của lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai xây dựng cộng đồng an toàn và chuẩn bị ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống thiên tai